Dạ vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doxy. Ngày hôm nay thì nhà sành Doxy tiếp tục giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo polo đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị mua từ hai sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm. Toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Doxy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doxy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Với các sản phẩm đầu tiên nhà sành Doxy giới thiệu đến quý chị, đây là một con áo polo thiết kế suông trơn đơn giản với tông màu đen. Chiếc này thì chất vải sẽ là chất vải cốt tông. Mã sản phẩm của mình là A40, chiều dài là 70, ngang là 50 và vai là 45. Size của sản phẩm là size M. Quý chị chúng ta có cân nặng nằm trong khoảng từ 60 đến 65kg, các bác có thể là vừa vặn với em này. Đây là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Uniqlo, một thương hiệu thời trang của Nhật Bản chắc hẳn là rất quen thuộc với quý chị rồi. Em này thì độ mới rất là cao này. Bác nào mà thích những cái sản phẩm thiết kế đơn giản, tối giản, basic thì có thể là chốt đơn luôn cho mình sản phẩm này. Mã sản phẩm là A40. Tiếp theo này, chúng ta đến với một con áo tông màu xanh bạc hà. Chiếc này thì sẽ là một sản phẩm của nhà JAP. Thương hiệu này thì nó sẽ là cái thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm là A41, chiều dài là 62 này, ngang là 46 và vai là 43. Size của này là size S, các bác khoảng là từ 55 đến 60kg thì có thể là vừa vặn với em này. Mọi thông số thì nhà sành Doxy sẽ ghim lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và cái sản phẩm này của JAP thì cái độ mới cũng rất là cao, nên là bác nào mà chúng ta yêu thích tông màu xanh, những cái tông màu nó tươi sáng trẻ trung thì đây sẽ là cái sự lựa chọn hợp lý cho mình này. Mã sản phẩm là A41. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu kem. Chiếc này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang. Em này thì chất vải cũng rất là dày dặn, cái độ thấm hút mồ hôi của nó rất là tốt này. Quý chị cứ yên tâm, cái chất liệu của sản phẩm này nó là cái chất vải có độ bền rất là cao. Đó là mã sản phẩm của mình là A42, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 45. Size của em này thì nó là size SO, các bác khoảng là từ 55 đến 60kg là vừa như in với cái sản phẩm này luôn. Tiếp theo này, chúng ta đến với một con áo họa tiết kẻ ngang. Chiếc này thì phối màu cũng rất là đẹp. Về mặt form dáng thì sản phẩm của mình là cái form khá là ôm, mặc rất là gọn gàng. Mã sản phẩm là A43, chiều dài là 62 và sau là 64, ngang là 39 và vai là 34. Size của chiếc này cũng là size S luôn. Quý chị chúng ta xung quanh khoảng 55kg là bác mặc em này khá là ok. Đó cũng là một sản phẩm chính hãng của nhà JAP. Chiếc này thì chất vải là chất cốt tông này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo polo tông màu xanh than. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Polo by Ralph Lauren, một cái thương hiệu thời trang nổi tiếng và lâu đời của Mỹ, chuyên về các cái dòng sản phẩm từ cận cao cấp cho đến cao cấp luôn. Và cái sản phẩm này thì form dáng rất là thiết kế form zoom rộng rãi thoải mái. Mã sản phẩm là A44, chiều dài là 62 và sau là 67, ngang là 50 và vai là 44. Size của này cũng là size M luôn. Tiếp theo này, chúng ta đến với một con áo tông màu xanh nước biển. Em này thì thiết kế rất là tối giản rồi, không có bất kỳ một cái họa tiết gì ở bên trên. Độ mới của sản phẩm thì rất là cao, các bác yên tâm cho mình, màu sắc này mặc rất là trẻ trung và cực kỳ dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ luôn. Mã sản phẩm là A45, chiều dài là 59 và sau là 61, ngang là 45 và vai là 37. Chiếc này thì cũng là size S cho các bác nào có cân nặng từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo tông màu xanh nước biển chính hãng của nhà Anota M. Em này thì sẽ là áo họa tiết kẻ ngang. Chiếc này thì mặc rất là trẻ và nó cũng rất là nhã nhặn lịch sự để các bác có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm là A46, chiều dài là 61, ngang là 45 và vai là 43. Em này thì sẽ là size S, các bác chúng ta xung quanh khoảng 55kg là các bác mặc em này thoải mái dễ chịu này. Và các bác cứ yên tâm về mặt chất liệu, nhà sành Doxy bao chất cho mình luôn. Cam kết với quý chị là quý chị nhận hàng về chúng ta sẽ rất là ưng ý các cái sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, chúng ta có thêm một con áo tông màu xanh nước biển trơn nữa. Chiếc này thì nó lại là một sản phẩm của nhà Uniqlo, thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Mã sản phẩm của mình là A47, chiều dài là 65, ngang là 45 và vai là 40. Cũng là một con áo size S cho quý chị chúng ta xung quanh tầm 55 đến 60kg có thể lựa chọn này. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây cũng là một con áo suông trơn đơn giản của thương hiệu Uniqlo. Em này thì sẽ là được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Đây các bác có thể là coi qua cái tem mác logo người ta in trước cổ áo này. Mã sản phẩm thì sẽ là A48, chiều dài là 60, ngang là 50 và vai là 42.
42. Chiếc này là size SO. Thường thế những cái form O thì cái bề rộng này nó sẽ dài hơn một chút. Đây quý chị có thể thấy thì nó sẽ là cái form rộng rãi như thế này. Nó và chất liệu thì 100% là chất vải cốt tông, rất là dày dặn này, độ bền cao và cái độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt. Tiếp theo mình đến với một con áo tông màu ghi. Chiếc này thì sẽ là ghi đậm, và sản phẩm này thì sẽ là một con áo chính hãng của nhà Macrio, một thương hiệu ra đời năm 1921. Và mã sản phẩm thì sẽ là A49, chiều dài là 66, ngang là 52 và vai là 42. Size của sản phẩm này là size MO cho quý chị có cân nặng xung quanh khoảng từ 60 đến 65kg thì các bác có thể được chọn này. Độ mới cực kỳ cao luôn nên là mình cứ yên tâm. Riêng về các cái dòng áo polo thì nhà sành Đồng Xuyên cũng rất là tự tin khi mà giới thiệu đến quý chị này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con áo họa tiết kẻ sọc. Chiếc này thì phối màu cũng rất là đẹp. Mã sản phẩm của mình thì sẽ là A50, chiều dài là 65, ngang là 50 và vai là 44. Size của sản phẩm là size M. Quý chị chúng ta bình thường vẫn mặc size M hoặc là mình có cân nặng nằm trong khoảng từ 60 đến 65kg, các bác có thể là chốt đơn cho mình ngày nay. Chất vải rất là mát, nó là cái chất liệu rất là mềm mịn và mỏng nhẹ luôn. Đó, và mã sản phẩm thì sẽ là A50. Độ mới của chiếc này cũng rất là cao. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Cái này thì nó sẽ là áo họa tiết kẻ ngang. Tông màu thì các bác có thể là coi trực tiếp ở trên live này. Và đây cũng là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm của mình là A52, chiều dài là 68, ngang là 49 và vai là 43. Size của em này là size M. Chiếc này mà các bác mặc đi làm rất là đẹp luôn, vừa lịch sự mà vừa trẻ trung năng động. Form dáng của sản phẩm là form suông này, và về mặt chất liệu thì em này nó sẽ là cái chất vải có độ dày dặn vừa phải thôi, nhưng mà cái chất liệu của nó sẽ là cái chất vải rất là bền. Độ mới của em này thì cũng còn rất là cao. Mã sản phẩm của mình là A52. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một con áo tông màu đen, và cái chất liệu cái này nó như là một cái chất thể thao rất là mát này, và cái chất vải nó rất là lì, rất là mịn luôn. Mã sản phẩm của mình sẽ là A53, chiều dài là 64, ngang là 46 và vai là 41. Size của em này cũng là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Quý chị nào mà chúng ta yêu thích các cái sản phẩm thiết kế tối giản basic thì những cái con áo polo tông màu đen trơn như này sẽ là cái sự lựa chọn hợp lý cho mình. Độ mới của chiếc này thì cũng rất là cao. Ngực áo thì sẽ là một cái túi vuông nhỏ cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã sản phẩm của mình là A53. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì size hơi nhỏ một chút. Đây là một con áo của nhà Lacoste. Mã sản phẩm là A54, chiều dài là 57, ngang là 40 và vai thì sẽ là 39. Với size của chiếc này nó size S này, cái form dáng nó khá là ôm nên là các bác khoảng là từ 50 đến 55kg thì chúng ta có thể là lựa chọn được em này. Tiếp theo này chúng ta cùng đến với một con áo tông màu hồng nhạt. Em này thì sẽ có mã là A55, chiều dài sản phẩm là 64, ngang thì sẽ là 51 và vai là 43. Chiếc này có size MO cho các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Và quý chị cứ yên tâm, cái tông màu này nó không hề kén người dùng một chút nào, mà mặt khác thì cái màu sắc này nó lại còn rất là tôn da cho mình luôn. Chất liệu thì khỏi phải bàn rồi, chất vải dày dặn, độ bền rất là cao và cái độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt này. Một con áo vừa trẻ trung năng động mà vừa nhã nhặn lịch sự để quý chị có thể là lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm của mình sẽ là mã A55. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con áo polo của thương hiệu Uniqlo. Ngày hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều các cái sản phẩm đến từ nhà Uniqlo. Em này thì tông màu sẽ là tông màu xanh than, chất vải 100% là chất liệu cốt tông. Mã sản phẩm là A56, chiều dài là 64, ngang là 54 và vai là 43. Về size số thì chiếc này sẽ là size MO cho các bác từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo tông màu kem họa tiết kẻ ngang. Chiếc này có mã là A57, chiều dài là 62 và sau là 63, ngang là 50 và vai là 42. Cũng là một con áo size M luôn. Đó, quý chị nào mà chúng ta yêu thích các sản phẩm thiết kế trẻ trung năng động có thể là chốt đơn hôm nay. Chất liệu rất là mềm mịn, mỏng nhẹ này, thấm hút mồ hôi tốt. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo trơn đơn giản của với cái tông màu của sản phẩm nó sẽ là cái tông màu ghi. Đây quý chị có thể coi gần lại một chút này để chúng ta thấy rõ được cận chất cận màu của sản phẩm. Mã sản phẩm thì sẽ là A58, chiều dài là 62, ngang là 44 và vai là 35. Chiếc này thì size S và cái chất liệu của nó thì sẽ là cái chất polyester. Đó, đây các bác có thể là coi cận chất của sản phẩm luôn. Với cái dòng chất liệu này thì nó cũng rất là bền. Form dáng của em này thì khá là ôm này. Bác nào muốn mặc gọn gàng lịch sự có thể chốt đơn em này dành cho các bác thử mặc áo size S này. Và mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Đây sẽ là một con áo tông màu đen. Chiếc này là một con áo chính hãng của thương hiệu Champion, cũng là một cái thương hiệu rất là lớn này.
Và về chất liệu thì sản phẩm này của mình là chất vải cốt tông rất là dày dặn luôn. Ngực áo thì sẽ là logo và tên của thương hiệu. Mã sản phẩm là A59 với chiều dài là 63, ngang là 50 và vai là 43. Size của sản phẩm này cũng là size M cho quý anh chị xung quanh khoảng 60 đến 65kg là các bác mặc rất là đẹp em này. Tông màu đen thì nó là cái tông màu truyền thống rồi, mình có thể là phối chung với tất cả các cái trang phục khác. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì nó sẽ là một con áo polo họa tiết. Trước này sẽ có mã là A60, chiều dài là 61, ngang là 46 và vai là 38 này. Và cái sản phẩm này của mình sẽ là size S cho quý anh chị chúng ta xung quanh khoảng 55 đến 60kg có thể lựa chọn. Để các bác có thể là coi cận chất, cận màu cũng như là các cái họa tiết chi tiết bên trên sản phẩm. Em này thì là một con áo trẻ trung để các bác mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm của mình sẽ là mã A60. Tiếp theo này chúng ta đến với một con áo polo họa tiết nữa. Em này thì nó sẽ là cái kiểu họa tiết hoa rất là đẹp luôn. Đây quý chị có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm. Tông màu chủ đạo thì nó sẽ là cái tông màu xanh than. Mã sản phẩm là A61, chiều dài là 68, ngang là 50 và vai là 43. Size của sản phẩm này cũng là size M cho quý chị từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Chất vải của này thì rất là dày dặn luôn nên là quý chị cứ yên tâm chúng ta lựa chọn cho mình em này. Sản phẩm này mà các bác mặc đi làm này, phối chung với các cái sản phẩm quần trẻ trung như là quần jean hoặc là quần kaki thì nó sẽ rất là hợp. Mã sản phẩm của mình sẽ là A61. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một con áo polo thể thao và cái chất liệu của nó thì cũng là cái chất cốt tông thôi, nhưng mà đây sẽ là một con áo kiểu phong cách thể thao của thương hiệu Yonex này. Mã sản phẩm là A62, chiều dài là 67 và sau là 71, ngang là 46 và vai là 46. Chiếc này thì cũng là size M. Em này được cái là phối màu rất là đẹp luôn, màu sắc tươi sáng trẻ trung. Form dáng của sản phẩm là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này, và đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Độ mới của chiếc này còn rất là cao để cho quý chị chúng ta lựa chọn. Mã sản phẩm là A62. Và mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì là một con áo của thương hiệu Eddie Bauer với cái tông màu chủ đạo đó là cái tông màu trắng này. Phía dưới đây sẽ là họa tiết kẻ. Mã sản phẩm của mình là A63, chiều dài là 67, ngang là 49 và vai là 39. Cũng là một sản phẩm size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Cho các bác chúng ta coi lại một lần nữa toàn bộ form dáng của sản phẩm này. Quý chị nào yêu thích những sản phẩm tông sáng màu, đặc biệt là cái tông màu trắng nữa, thì các bác có thể chốt đơn luôn cái sản phẩm này. Nhà sản xuất Lucy cam kết toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết này. Em này thì là một con áo của thương hiệu Eddie Bauer. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo họa tiết kẻ ngang. Chiếc này thì tông màu chủ đạo là tông màu xanh than. Mã sản phẩm là A64, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai là 45. Size của chiếc này cũng là size M luôn. Ngày hôm nay thì quý chị nào chúng ta có cân nặng nằm trong khoảng là từ 60kg là các bác lựa chọn được rất là nhiều các sản phẩm đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Đa số các mặt hàng đều là tầm size S, size M hết. Và cái sản phẩm này của mình thì độ mới cũng rất là cao. Quý chị nào chúng ta yêu thích tông màu xanh than thì có thể là chốt đơn em này. Mã sản phẩm của mình sẽ là mã A64. Mọi thông số quý chị có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình. Tiếp theo này chúng ta đến với một con áo tông màu nâu họa tiết kẻ sọc. Em này thì các bác nhìn trên live thôi thì thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà quý chị chúng ta mặc lên trên người sẽ thấy đây là một cái sản phẩm áo cực kỳ là sang trọng luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là A65, chiều dài là 76 này, ngang là 47 và vai là 46. Cũng là một con áo size M. Chiếc này thì độ mới rất là cao. Quý chị nào mà chúng ta vừa bạn với những cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ xin. Yên tâm là các bác nhận hàng về không bao giờ mình thất vọng về cái sản phẩm này. Từ độ mới này cho đến màu sắc, form dáng, chất liệu, nhìn chung là em này 10 điểm luôn. Đó, mã sản phẩm của mình sẽ là mã A65. Tiếp theo này chúng ta sẽ đến với một con áo tông màu đỏ mận. Chiếc này thì nó sẽ là một con áo suông trơn đơn giản thôi. Ở trước ngực áo thì sẽ là một cái hình thêu rất là sắc nét này. Các bác có thể là coi gần lại một chút. Đó, và mã sản phẩm của mình là A66, chiều dài là 66, ngang là 51 và vai là 46. Chiếc này thì sẽ là size M. Các bác xung quanh khoảng từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với em này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Chiếc này thì nó sẽ có thiết kế là hai cái túi vuông ở hai bên ngực áo này. Và mã sản phẩm của mình là A67, chiều dài là 72, ngang là 50 và vai là 43. Em này thì cũng là size M luôn. Quý chị nào chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là chốt đơn với nhà sành đồ xinh. Form dáng của sản phẩm là form suông rộng rãi này. Đây cũng là một con áo thiết kế cơ bản để các bác có thể là mặc hàng ngày cũng như là chúng ta sử dụng mặc đi chơi đi làm. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu ghi. Chiếc này là một sản phẩm áo của thương hiệu Lotto. Mã sản phẩm là A68 với chiều dài là 61, ngang là
là 48 và vai là 44. Em này thì sẽ là tầm size S thôi. Các bác chúng ta khoảng từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn. Toàn bộ các cái phần hình ảnh và chữ ở đây đều là thiết kế hình thêu hết. Mặt đằng sau thì sẽ là thiết kế trơn. Và độ mới của em này thì cũng còn rất là cao này. Mã sản phẩm là A68. Tiếp theo mình đến với một con áo của nhà Yonex. Em này thì nó sẽ là cái tông màu cam. Đây các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm. Mã sản phẩm là A69. Chiều dài là 65, ngang là 54 và vai là 46. Size của sản phẩm này sẽ là size MO. Cho các bác có cân nặng khoảng từ 60 đến 65kg có thể là lựa chọn được em này. Phong dáng của sản phẩm là phong su rộng rãi thoải mái này. Màu sắc thì cũng rất là tươi sáng trẻ trung. Cái màu này thì mặc rất là nổi bật luôn. Và độ mới của sản phẩm thì cũng rất là cao. Nên là bác nào mà chúng ta đã yêu thích và vừa mặc với những cái thông số của sản phẩm rồi thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Hữu Sinh. Mã sản phẩm là A69. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông tối màu. Chiếc này thì sẽ là họa tiết kẻ ngang. Và em này cũng là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm của mình là A70. Chiều dài sẽ là 70, ngang là 53 và vai là 43. Size của sản phẩm này sẽ là size L này. Các bác từ 65 đến 70kg là có thể chốt đơn cho mình ngày nay. Cái chất liệu của sản phẩm nó là chất thể thao rất là mềm mịn, thoáng mát. Và cái chất liệu này là chất vải không nhăn. Các bác giặt rũ máy giặt cũng không lo chất vải bị bay bị nhão luôn. Mã sản phẩm sẽ là mã A70. Chiếc này độ mới rất là cao. Tiếp theo này chúng ta đến với một con áo tông tối màu nữa. Em này thì cũng là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Và cái tông màu của sản phẩm sẽ là tông màu xanh than. Mã sản phẩm là A71. Chiều dài là 68, ngang là 52 và vai là 41. Đây cũng là một con áo size L cho các bác chúng ta lựa chọn. Form dáng của sản phẩm thì sẽ là thiết kế form su rộng rãi thoải mái này. Độ mới thì rất là cao. Riêng về mặt chất liệu, nhà sành Đồ Sinh nhấn mạnh một lần nữa là sành Đồ Sinh bao chất cho quý chị. Yên tâm là những cái mặt hàng áo polo chất rất là đẹp cho mình. Đó, mã sản phẩm của này sẽ là mã A71. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con áo tông màu vàng. Màu sắc thì cũng rất là tươi sáng này. Mã sản phẩm là A72. Chiều dài là 71, ngang là 55 và vai là 48. Size của em này thì sẽ là size L. Đây sẽ là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Fila. Cái thương hiệu Fila này thì rất là quen thuộc với quý anh chị rồi. Chắc hẳn là các bác chúng ta cũng đã đều biết đến cái thương hiệu này. Còn về mặt form dáng thì chiếc này sẽ là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này. Mã sản phẩm là mã A72. Tiếp theo chúng ta đến với mã A73. Em này sẽ là một con áo của thương hiệu Uniqlo với tông màu đỏ. Bác nào mà thích những cái sản phẩm suông trơn đơn giản thì có thể là lựa cho mình em này. Về mặt chất liệu thì sản phẩm 100% là chất vải cốt tông, chất vải rất là dày dặn luôn. Đây quý anh chị có thể coi cận chất cận màu. Riêng về những cái dòng sản phẩm của Uniqlo thì mình không bao giờ phải lo về mặt chất liệu của sản phẩm rồi. Mã sản phẩm là A73 và chiều dài sản phẩm là 63 và sau là 65, ngang là 53 và vai sẽ là 45. Em này cũng là size L luôn. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg các bác có thể là lựa chọn cho mình sản phẩm này. Mình cũng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này cũng là một con áo tông khá là sáng màu. Mã sản phẩm là A74, chiều dài là 71, ngang là 52 và vai là 45. Size của sản phẩm cũng là size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Mizuno. Đây là cái thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Về mặt form dáng thì em áo này cũng là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này. Chất vải rất là lì và mịn. Mã sản phẩm là A74. Mọi thông số quý chị có thể coi lại phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo và cũng là sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con áo tông màu cam hồng, màu sắc rất là đẹp mắt. Mã sản phẩm là A75, chiều dài là 69, ngang là 55 và vai là 46. Chiếc này cũng là size L luôn. Quý chị chúng ta thường mặc áo size L, yêu thích những dòng áo mặc nổi bật, trẻ trung năng động thì có thể là chốt đơn luôn cho mình cái sản phẩm này. Chất liệu của em này thì 100% cũng là chất vải cốt tông và độ mới của em này thì còn rất là cao này. Mã sản phẩm là A75, sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Rất vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sách Đồ Sinh xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sách Đồ Sinh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sách Đồ Sinh ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.